Anh này thì không được. Nè, con bên là không được. Ok. Đó, sáng nay thấy Lâm Phong từ sáng. Mọi người để ý nha, là chệch qua bên phải, thấy không? Đó, cái mông đó, nó đẩy bên chệch phải, thấy chưa? Ok. Rồi. Là để thử cái cuộc sống nó sao. Và nếu như mình làm này xong, em này mà đi cá lên chút xíu đó, thì mình chữa được. Còn nếu mình làm xong rồi mà không có nhúc nhích đó, thì thôi nói về luôn. Và là dịch con là nó... Mỗi ngày mấy chục ca ở Melbourne đấy thầy ạ. Làm từ sáng đến đêm. Không, nhưng mà làm cái tay đúng. Dạ. Con vô hành động là đúng. Rồi, bây giờ em đi lại coi nó khác chưa. Đây là mới thử nghề đó. Ừ. Đi nhẹ không? Ừ, nhẹ không? Ok. Quá không? Nhẹ không? Rồi về luôn đi. Bây giờ lên đây còn kiếm già nữa. Nằm xuống đi. Rồi, dứt lên chút đi. Đều xong rồi đó. Rồi, ép đi. Được thì dừng cứng rồi. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652. 0326 811258.